Đồ gỗ Linh Hương xin trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại đang là buổi chiều tối của ngày 17 tháng 9 năm 2021 dương lịch. Thì hiện tại là chúng tôi vừa kịp hoàn thiện xong một đơn hàng của gia đình chú Oanh ở huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng. Thì video clip này chúng tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Linh Hương, chuyên sản xuất các loại mặt hàng liên quan đến đồ gỗ đồ thờ. Và trong video clip lần này thì chúng tôi cũng sẽ báo giá công khai đến quý vị và các bạn bộ tứ linh hóa chất liệu hoàn toàn bằng gỗ hương đá do cơ sở Linh Hương chúng tôi sản xuất. Thì đây là một đơn hàng của gia đình chú Oanh ở huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng. Thì chú đặt chúng tôi bộ cuốn thư tứ linh này với chiếc cuốn thư cao 97, dài 1m97 và hàng dày 5 phân. Thân giữa chắp 2 miếng. Đôi cuối đối là dài 1m97, bán rộng 28 phân và hàng cũng dày 5 phân động. Thì hiện tại đang là buổi chiều tối của ngày 17 tháng 9 thì cơ sở Linh Hương chúng tôi cũng đã kịp hoàn thiện xong phần mộc. Thì chúng tôi quay video clip này trân trọng gửi đến chú và chúng tôi cũng sẽ báo giá công khai đến toàn thể quý vị và các bạn mẫu cuốn thư tứ linh chất liệu hoàn toàn bằng gỗ hương đá nhé. Thì hàng chúng tôi đục hoàn toàn thủ công bằng tay. Thì như quý vị đang thấy trước mặt đây, chiếc cuốn thư cao 97, dài 1m97 và hàng dày 5 phân. Thì chất liệu hôm nay là hoàn toàn là bằng gỗ hương đá nhé. Đây quý vị, đây là hàng chúng tôi đục long ly quý phượng bằng vàng tứ linh hóa, tượng trưng là 4 cây tùng trúc cúc mai, rất là đẹp nhá. Thì hàng chúng tôi đục là hoàn toàn thủ công bằng tay này. Kênh bong rất là sắc nét. Đây quý vị đang thấy đây. Đây những cái tôi cảnh bắt của chúng tôi đã làm này. Chúng tôi rất là đẹp. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 17 tháng 9 năm 2021 dương lịch nhá. Buổi chiều tối này, chúng tôi cũng đã kịp hoàn thiện xong phần mộc. Dưới đây là chúng tôi làm chú một con hổ phù hóa nha. Thì chất liệu của chúng tôi là một bằng gỗ hương đá, hàng thân giữa này chúng tôi là chắp 2 miếng cho chú này. Chữ là chúng tôi được cho chú là chữ Đức Lưu Quang, chữ Nho dịch Việt trên nền gấm chữ Vạn nhá. Rất là đẹp. Thân giữa này là chắp 2 miếng nha quý vị. Hàng tôi làm hoàn toàn là thủ công bằng tay này. Rất là đẹp. Thì phía bên tay phải của quý vị đây là đôi cô đối mai hóa long của chúng tôi. Chúng tôi được chữ Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, tất cả là chữ Nho dịch Việt trên nền gấm chữ Vạn nha. Thì với tôi cô đối này là cao 1m97, bán rộng 28 phân và hàng dày là 5 phân đậu nhá. Đây, tất cả là chữ Nho dịch Việt trên nền gấm chữ Vạn hết. Rất là đẹp. Phía bên tay trái đây. Phía bên tay trái là Tử Yếu Tô Điền Vạn Đại Minh. Đây là hàng mai hóa long, đối cuối đối mai hóa long nhá. Thì chất liệu hôm nay là hoàn toàn là bằng gỗ hương đá. Thì đây là đơn đặt hàng của gia đình chú Oanh ở huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng. Thì hiện tại đang là buổi chiều tối của ngày 17 tháng 9. Thì chúng tôi cũng đã kịp hoàn thiện xong phần mộc này. Thì chúng tôi quay video clip gửi đến chú nhá. Và trong video clip này là tôi cũng sẽ báo giá công khai đến quý vị và các bạn bộ cuốn thư tứ linh hóa do cơ sở Linh Hương chúng tôi sản xuất với chất liệu là bằng gỗ hương đá nhá. Đây chiếc cuốn thư của chúng tôi đây. Cao 97, dài 1m97. Thì cũng không phải để quý vị phải chờ đợi lâu, thì tôi cũng sẽ báo giá công khai đến quý vị và các bạn bộ cuốn thư tứ linh hóa với chất liệu là hoàn toàn bằng gỗ hương đá này của chúng tôi nhá. Chiếc cuốn thư cao 97, dài 1m97 và hàng dày 5 phân. Thân giữa chắp 2 miếng. Đôi cuối đối là dài 1m97, bán rộng 28 phân. Và hàng cũng dày 5 phân động. Thì cơ sở Linh Hương chúng tôi đang bán với giá hoàn thiện là 23 triệu đồng. Full BU giáp vàng Đài Loan mà lắp đặt tại nhà quý vị và các bạn. Thì cơ sở chúng tôi miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 100 km. Và nếu như vận chuyển vào khu vực phía Nam thì chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị đến 60% cước phí vận chuyển. Còn 40% cước phí vận chuyển còn lại thì quý khách hàng sẽ phải chi trả. Thì tôi cũng xin nhắc lại với bộ cuốn thư tứ linh hóa chất liệu bằng gỗ hương đá này, với chiếc cuốn thư cao 97, dài 1m97 và hàng dày 5 phân. Thân giữa chắp 2 miếng, đôi cuối đối dài 1m97, bán rộng 28 phân và hàng dày 5 phân động. Cơ sở Linh Hương đang bán với giá hoàn thiện là 23 triệu đồng. Hoàn thiện full BU và giáp vàng Đài Loan lắp đặt tại nhà quý vị và các bạn. Chỉ chúng tôi miễn phí vận chuyển trong phạm vi bán kính 100 km. Và nếu như vận chuyển vào khu vực phía Nam thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đến 60% cước phí vận chuyển. Còn 40% cước phí vận chuyển còn lại thì quý khách hàng sẽ phải chi trả. Thì mọi thông tin liên hệ quý hàng hãy liên hệ với cơ sở Linh Hương chúng tôi theo số điện thoại 0979876444 hoặc 0987023214. Cũng có thể đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ đồ thờ Linh Hương chúng tôi
để được chúng tôi tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn. Thì cơ sở chúng tôi nằm tại làng nghề mộc La Xuyên Vàng, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Và các bạn cũng đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Đồ Gỗ Đồ Thờ Linh Hương chúng tôi để xem những mẫu ma mới nhất mà cơ sở chúng tôi chuẩn bị cho ra mắt tới đây. Và tôi cũng xin dừng video clip này tới đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.